Kẻ hủy diệt màu hồng. Ở nào nè. Cái gì trắng á? Ai không biết biết nào? Đây là cái dây trắng. Mình nuôi nhanh lớn cực kỳ luôn. Mình nuôi gà xong rồi gà con nó chết á. Thay vì mình dục mình bỏ nó đây. Đó, lôi phát ra tí kêu thấy không? Nuôi cái kiểu này thì giờ đến cuối năm mà con kiếm mấy là bình thường. Thấy không? Quá hủy diệt. Kẻ hủy diệt mùa hồng. Đùa không giật kìa. Nuôi mà nuôi một hồ nó nhìn khoái không? Nó lên nó lớn bằng nhau đều hết, nhìn đẹp ghê. Con bự chắc bằng cổ tay mình nữa. Con bự bằng cổ tay mình nữa. Mà nuôi chắc tầm được 3 tháng. Thấy mình đứng rồi nó không có ăn nữa ha. Ăn chậm rồi. Thế mình đi khuất đây là mất teo liền. Khung cảnh này nhìn hơi ốm đúng không? Nếu như mình mà đăng lên YouTube thì nó xóa mà không ta? Mấy dòng này bán có giá không nhỉ? Cái dòng này nuôi cảnh đẹp ghê. Con gì mình nuôi mình không muốn thịt. Rất là tiếc. Đó, dịch. Trời nó lên điện thoại đẹp ghê, nhìn nó màu hồng luôn. Đẹp quá. Mình nhìn mình còn thấy lạ lắm mà. Rồi mình kết thúc clip này ở đây hả? Rồi cảm ơn mọi người đã coi.